Thưa quý vị, cứ đến dịp cuối năm, các nẻo đường của Hà Giang như tấp nập hơn với các đoàn xe du lịch từ khắp mọi miền trên đất nước. Đặc biệt là lễ hội Hoa Tam Giác Mạch trong những năm qua đã là một điểm hẹn quen thuộc, là thương hiệu du lịch của Hà Giang. Nhân dịp lễ hội 2017 đang diễn ra, hãy cùng với miền quê đáng sống đến với Hà Giang và lắng nghe những người dân nơi đây chia sẻ về những đổi thay từ loại hoa đặc biệt này. Và những thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt. Cao nguyên đá nhấp nhô, dòng sông Nho Quế, đèo Mã Pì Lèng, cung đường Đồng Văn Hà Giang vốn đã quen thuộc với du khách trong những năm trở lại đây. Và đến với Đồng Văn trong dịp cuối năm, du khách không thể bỏ qua thứ đặc sản riêng có đã tạo nên thương hiệu của mảnh đất này, đó là hoa Tam Giác Mạch. Những cánh đồng Tam Giác Mạch trải dài trở thành địa điểm dừng chân thú vị và góc sáng tạo lý tưởng cho các tay máy trên cung đường này. Năm nay là năm thứ hai phục vụ lễ hội của huyện. Một ngày bình quân thì đón khách vào tham quan để chụp ảnh thì nó rơi vào khoảng 150 đến 200 lượt khách. Vốn chỉ để phục vụ nhu cầu chăn nuôi và cung cấp lương thực cho gia đình, người dân này đã biết dùng hoa Tam Giác Mạch để làm ra những sản phẩm độc đáo khác nhau. Hoa phục vụ du lịch, còn hạt Tam Giác Mạch lại được dùng để làm thực phẩm. Mỗi sản phẩm đều có hương vị đặc trưng riêng, tạo nên ấn tượng về miền đất này trong mắt khách du lịch như bánh Tam Giác Mạch. Hà Tam Giác Mạch, mình sẽ xay lấy bột để làm bánh. Mỗi ngày có thể bán tới 50 cái bánh Tam Giác Mạch cho du khách, cuối tuần còn nhiều hơn. Ai ăn xong cũng khen ngon, không đâu có được hương vị này. Hay trứng cất rượu. Cho đến thời điểm này thì gia đình đang khá giả hơn và có thu nhập nó cao hơn so với trước đây. Nhiều chú chuyên ăn rượu và mọi người khi mà uống cái rượu Tam Giác Mạch sâu thì mọi người tuần nhớ đến cái mùa hoa Tam Giác Mạch là năm nào người ta cũng đến. Từ những cánh đồng hoa bạt ngàn, cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều đổi thay, ấm no hơn, đầy đủ hơn, và với họ miền đất này ngày càng trở nên đáng sống.